Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 10 mình cùng nhau nhận định thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Kết phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là chỉ số VN-Index của chúng ta có một cái nến nhận chìm suy giảm. Và cái mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư lúc này là liệu rằng với một cái nến như thế này thì thị trường nó sẽ điều chỉnh, giảm là chắc chắn rồi đó, nhưng mà điều chỉnh tích cực hay là nó sẽ gãy luôn, thị trường nó sẽ rơi luôn. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong cái video hôm nay. Thì tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo, không phải lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Quay trở lại với thị trường thì đây rõ ràng chúng ta thấy thị trường hôm nay đóng cửa như thế này thì không tích cực một chút xíu nào, đúng không ạ? Mặc dù là đầu phiên sáng chúng ta thấy thị trường mở cửa ở mức giá rất là cao, thậm chí là tạo một cái gap tăng ở mức 947 luôn. Mở cửa là đã lên ở mức 947, tức là tiếp theo cái đà hưng phấn của thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua, đúng không? Mỹ đóng cửa cũng tăng, thị trường chúng ta hôm nay cũng mở cửa là tích cực. Và đồng thời phiên sáng chúng ta thấy là một loạt các cái cổ phiếu lớn, các cổ phiếu trong VN30 tăng rất nhanh và tăng rất là mạnh. Đó, bản thân VN30 thì nó cũng phá đỉnh của nó rồi. Đó, nhưng mà rồi với VN30 thì nó quay lại, nó hình thành một cái nến búa, ngược ha, một cái đồ thị của VN30 lát mình sẽ mở. Vậy thì chúng ta quan tâm bây giờ câu chuyện hôm nay chỉ số lại đóng cửa thấp nhất phiên sau vô phiên ATC, đúng không? Đóng cửa là giá 939 là mức thấp nhất phiên. Đó, như vậy rằng người ta nhìn đấy, với cái gì nữa chúng ta nhìn thấy là cái đà giảm của nó cũng khá là mạnh. Cái lực bán ra phiên sáng thì lúc sáng mình có cập nhật trong nhóm Zalo, mình thấy rõ ràng các bạn lúc khoảng đến 11 giờ rồi mà thanh khoản thị trường vẫn không có, rất thấp thôi, đúng không ạ? Tức là gì, khi mà thị trường tăng thanh khoản cực thấp, nhưng mà đến chiều khi mà cái lực bán nó gia tăng lên cái áp lực và người ta thấy là hình thành cái mô hình nó xấu thì người ta sợ và cái áp lực bán ra cũng khá lớn. Đó, vậy bây giờ chúng ta mối quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư lúc này cũng chẳng cần biết trời trăng mây gió gì, giờ liệu là nó gãy luôn hay sao, hỗ trợ ở đâu, chỉnh như thế nào, chỉnh tích cực hay là tiêu cực. Chúng ta thấy là trong lịch sử từ trước đây, nếu chúng ta nhìn vào thì chúng ta cũng đã có những phiên có những xuất hiện cái mẫu hình nến nhận chìm suy giảm này. Ví dụ cái phiên gần nhất là ở đây, chúng ta thấy đây là một cái nến nhận chìm suy giảm, thậm chí còn mạnh hơn là cái nến hiện tại nữa. Cũng y như cái thời điểm nó cũng tương tự như vậy, là gì, thị trường nó lình xình đâu đó khoảng 4-5 phiên rút chân lên rút chân xuống gì đó, 4 phiên đó, sau đó xuất hiện một cái nến nhận chìm. Tuy nhiên sau đó ngày hôm sau nó chỉ giảm nhẹ thôi, tức là điều chỉnh nhẹ rồi sau đó rút chân lên và đi lên tiếp. Tất nhiên hôm sau nữa thì nó còn cây retest lại đây và sau đó là một cây tạo gáp như thế này. Đó, đây là một cái cây này thì nó là gần giống nhất với cái này. Cái thứ hai là gì, chúng ta thấy thanh khoản của nó cũng lớn, thậm chí lớn hơn phiên này nữa. Cây nến còn dài hơn nữa, tức là cái lực bán ra nó còn quyết liệt hơn nữa. Đó, đây, 1 2 3 4 cây, sau đó một cây nhận chìm suy giảm, đúng không? Đây cũng vậy, 1 2 3 4 cây, sau đó một cây nhận chìm suy giảm. Đó. Trước đó nữa là thêm một cây nữa. Đây chúng ta thấy 2-3 phiên tăng tạo gáp như thế này, sau đó lại xuất hiện một cây nhận chìm suy giảm. Cây này cũng vậy, cây này thanh khoản còn lớn hơn cây hôm nay nữa, đúng không? Và sau đó cũng lại là một cây nến giảm nhưng mà rút chân lên. Đó, các bạn thấy không? Rồi tất nhiên là đấy, 2-3 phiên nó có thể chỉnh tích cực. Tôi nói ví dụ như cây này, đó, ngày mai nó lại đóng của chúng ta chỉnh nhẹ nhẹ như thế này, rồi ngày tiếp theo có thể giảm nữa nhưng mà sau đó lại đi lên lại. Tức là gì, bản thân thị trường khi nó đi lên cao rồi thì chắc chắn nó sẽ phải có những phiên chỉnh như này, phiên rung lắc. Trước đó xa hơn nữa thì chúng ta vẫn thấy sẽ có những cây nến nhận chìm suy giảm trong kể đây. Ví dụ trong một cái đợt dịch như thế này, đúng không? Tái bùng phát dịch nó cũng rơi như thế này, rất mạnh, rồi tạo gáp. Đây bản thân đây cũng là một cây nến nhận chìm suy giảm, đúng không? Đó, các bạn nhìn hai cây nến này, đây là một cặp nến nhận chìm suy giảm rất mạnh. Đây cũng vậy, trước đó cũng vậy, đúng không? Trước đó cũng là 3 phiên tăng, sau đó xuất hiện 4 phiên liên tiếp, sau đó xuất hiện một cây nến nhận chìm và cũng với là thanh khoản lớn hơn tất cả những phiên trước đó. Tuy nhiên hôm sau nó cũng chỉ lình xình ở đây, không có rơi gãy luôn là cái mốc này, rồi sau đó tích lũy 1-2 cây rồi lại đi lên tiếp. Đó, thì ở góc độ mà chúng ta chia sẻ cũng như là với sự xuất hiện của cây nến ngày hôm nay, nhiều bạn thì bảo là anh cố gắng động viên cho mọi người bớt sợ, nhưng mà thật ra cái sợ hay không sợ cái đấy là cái việc của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta đầu tư thì chúng ta cứ phải bình tĩnh và tự tin trong mọi tình huống, mình luôn dặn mọi người như vậy rồi, đúng không? Thì đấy, mình suy lại cái lịch sử gần đây nhất, đây là nguyên một cái đợt hồi phục sau dịch nha các bạn. Nguyên một cái đợt hồi phục sau dịch nó đã tới 4-5 lần xuất hiện cái nến nhận chìm suy giảm đang khi mà chỉ số đang neo ở một cái vùng khá là cao. Đó, ví dụ như cái thời điểm này khi mà chỉ số đang hồi phục như thế này, đúng không ạ? Đó, hồi phục sau dịch như thế này mà xuất hiện nến nhận chìm như thế này, rất nhiều người cũng phải bán tống, bán tháo, bán sợ. Đó, nhưng mà rồi nó không đi mà nó rơi tiếp, nó không rơi mà nó lên tiếp. Đó. Rồi những nhịp như thế này cũng vậy ha, thị trường chỉ số đang hồi phục tốt như thế này, thậm chí treo leo như thế này, nhận chìm suy giảm nhưng mà sau đó lại lên tiếp. lại xuất hiện nhận trì giảm nữa, rất nhiều người sợ rớt hàng khúc này nữa, đi tiếp. Thì giờ phiên này nó cũng vậy, giống như một phiên rũ bỏ thôi. Đó. Còn thực chất mà để mà chúng ta lượng giá được và chúng ta đánh giá được xem cụ thể là thị trường nó sẽ đi tới đâu và nó gãy tới mức nào, và có phải là gãy luôn hay không, thì góc độ cá nhân mình nghĩ là phải chờ thêm phiên ngày mai nữa để nó xác nhận. Tức là bản thân nến này xuất hiện thì nó cũng cần một cái nến thứ ba, cần thêm một phiên nữa để xác nhận, giống như những phiên này là nến nhận chìm, phiên sau chúng ta xem cây này chúng ta biết là nó gãy tiếp hay là nó đi tiếp. Giả sử như ngày mai lại thêm một cái nến bán xuống rất mạnh như thế này, có thể là bán về đâu đó vùng 930, thậm chí là về khoảng 923, 25 này, chỗ MA20 này luôn, thì đó mới là cái điều xấu. Còn đâu đó vẫn là một cái nến rút chân lên giống như trạng như thế này chẳng hạn, hoặc một cái nến đi ngang giống như thế này thôi, mà hai mẫu nến này xuất hiện thôi, đó là thị trường chúng ta là điều chỉnh tích cực. Tức là gì, có thể là nó đây này, cái điều đẹp nhất thì theo mình nghĩ nó chỉ test lại cái thấp nhất là mức đáy của cây nến này thôi, khoảng 936 đi, đúng không ạ? Retest lại khoảng 936, chúng ta có thể là view những cái view không thời gian nó ngắn hơn để chúng ta nhìn xem là cái hỗ trợ gần nhất của nó ở đâu. Đó, đây 935 chấm mấy này. Đó, thì khả năng là nếu mà nó rất nhiều râu nến ở chỗ này, đúng không ạ? Cái chỗ này nữa, đó thì cao lắm thì retest lại cái vùng 936, sau đó đóng cửa rút chân lên lại vùng 939. Như thế là đẹp, đúng không ạ? Đẹp cho một cái gọi là cái xu hướng điều chỉnh tích cực của ngày tiếp theo, thì những ai bán trong ngày hôm nay thì có thể là mất hàng. Còn nếu mà nó gãy sâu hơn thì có thể hôm nay người ta bán được, còn cổ phiếu chúng ta về rồi thì chúng ta chưa về thì chúng ta phải tính tiếp, còn cổ phiếu về rồi thì tùy mọi người, việc chốt lời là không bao giờ sai cả. Đấy. Rồi cái nhìn qua tình hình thế giới một chút xíu thì chúng ta thấy mọi thứ nó cũng đang ủng hộ cho một cái xu hướng là điều chỉnh. Dow Jones đêm qua thì tăng, nhưng mà hiện tại thì hình như có vẻ là đang gọi là tham chiếu thôi, đang lưỡng lự chưa biết đi đường nào. Cái gói kích thích kinh tế mới thì cũng khả năng là sẽ được ông Trump thông qua, ông cũng nói là thậm chí ông còn muốn thông qua nhiều hơn. Giống như trước đây thôi, tôi nói với các bạn là từ cái đợt mà hồi tháng 7 khi mà nó hết cái gói kích thích mới, hay là như là cái đợt gần đây nhất, ông Trump ông nói là nếu ông làm tổng thống thì ông mới ký. Thì tôi đã phân tích cái ý đó rồi. Tôi bảo dù ông Trump làm tổng thống hay bất kể ông nào, ông Biden làm tổng thống thì chắc chắn các cái gói này đều phải thông qua. Các bạn hình dung câu chuyện đó. Ai làm tổng thống nó cũng sẽ thông qua. Còn cái quan trọng là bao nhiêu tiền thôi. Các bạn hình dung ạ, thâm hụt ngân sách của Mỹ đang tăng rất là cao rồi. Cũng vì dịch Covid này, đấy là một chuyện. Nhưng mà rồi chắc chắn tiếp tục phải bơm tiền là nó cứ bơm. Đấy, còn quan trọng là ông nào nên rồi bơm nhiều hay bơm ít thôi, chứ còn ông đừng có mang cái việc mà ký các cái thỏa thuận này ra để mà các cái gói kích thích này ra để mà đặt cược với nhà đầu tư rồi gây áp lực với nhà đầu tư với bờ cử tri ấy là không tốt. Đấy, hôm đấy mình có phân tích cái ý đó rồi. Thì rõ ràng là như vậy, đúng không ạ? Mà giới đầu tư ở Mỹ người ta cũng nói rồi. Có thể là trước hoặc sau chắc chắn là nó sẽ có, và chẳng quan tâm ai là tổng thống, bắt buộc phải ra gói này. Đấy thì chúng ta chờ thêm thôi. Còn nó có sớm hơn một vài ngày hoặc 1-2 tuần nữa là tới bầu cử rồi, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta theo dõi thêm thôi, xem các cái chính sách nó như thế nào. Đó. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy một điều là gì? Ở phía Mỹ á, chúng ta để ý là giá USD hiện tại đang rơi khá là sâu. Đây, chỉ số sức mạnh của đồng đô la đang rơi khá là sâu, vẫn mịt mờ về gói kích thích. Thường á, các bạn hình dung câu chuyện là trước đây, theo lịch sử mà trước đây á, khi mà gần đến bầu cử Mỹ nhá, là thị trường chứng khoán nó có một xu hướng giảm và USD nó có xu hướng tăng. Tức là người ta lo sợ về một cái rủi ro là người ta tăng cường, người ta nắm giữ đồng đô la hơn. Tức là lúc này gì? Người ta nắm giữ tiền mặt hơn là nắm giữ các cái tài sản mang tiềm ẩn rủi ro. Kể cả vàng lúc này người ta cũng không nắm giữ nhiều. Những cái kỳ lịch sử trước các bạn ạ. Trước là khi mà gần bầu cử là nó không nắm giữ vàng, không nắm giữ gọi là những cái tài sản rủi ro, mà nắm giữ tiền mặt. Đó, để mà có chuyện gì là nó sẽ xử lý liền. Bất kể đó, nhưng mà rồi rõ ràng bây giờ là 2 tuần nữa tới bầu cử, USD lại liên tục giảm như thế này. Và tất nhiên USD giảm thì nó sẽ đẩy giá bạc, giá vàng nó lên, thậm chí là gì? Dầu thô cũng lên, đúng không? Giá dầu thô cũng có dấu hiệu hồi phục trở lại. Thì đó, để cho chúng ta thấy một điều là gì? Hiện tại cái thị trường ở Mỹ người ta cũng đang không có lo lắng quá mức giống như những đợt bầu cử trước. Tức là bây giờ ai làm tổng thống người ta cũng giống như là cũng không có đặt nặng vấn đề nữa rồi. Đó thì chúng ta chú ý ha. Chứ nó không có lo sợ giống như trước kia. Còn tất nhiên cái việc mà gần đến ngày rồi nó có những cái đột phá gì đó mà người ta gia tăng cái lo sợ của người ta thì chúng ta tính tiếp, đúng không? Mà hiện tại thì chúng ta thấy là gì? USD thì giảm, nó đồng trái phiếu cũng giảm luôn. Đấy. Thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là các cái mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ chú ý thêm xem là cái gói kích thích này nó có ra hay không. Đó. ra trước hay ra sau gì đó, rồi ai là người giành chiến thắng thì nó cũng tác động khá nhiều đến thị trường trong thời gian sắp tới. Chúng ta theo dõi thêm. Ở khu vực châu Âu thì chúng ta thấy hôm nay đóng cửa giảm điểm một loạt luôn. Một phần đến từ cái dữ liệu kinh tế không nói thông là không mấy tích cực của Đức và một số các cái quốc gia, cũng như là một số doanh nghiệp lớn nó ra kết quả kinh doanh không tốt. Cái thứ hai mà cái mà nhà đầu tư lo lắng nhất ở châu Âu hiện tại đó là gì? Thậm chí là nhiều người cũng đang có dấu hiệu là bán tháo cổ phiếu, đó là do cái lo sợ về dịch Covid. Đó, bởi vì sắp tới mùa đông, đúng không? Đó, khí hậu nó phù hợp cho con này nó lây lan. Đó. Rồi các cái quốc gia ở khu vực châu Âu hiện tại là đa phần là cũng đang đặt trong cái tình trạng rất là căng thẳng. Nhiều thành phố lớn luôn. Ví dụ ở Pháp là như Paris hoặc là một số thành phố lớn là gì? Nó áp đặt lệnh giới nghiêm rồi. Giới nghiêm vào đêm á, buổi tối á, là bắt đầu giới nghiêm. Rồi Anh cũng vậy, Anh hiện tại là cũng đóng cửa rất nhiều các cái cơ sở kinh doanh không thiết yếu. Rồi mới đây nhất thì như hôm nay thì chúng ta thấy là Tây Ban Nha cũng đang xem xét giới nghiêm ở một số khu vực, kể cả thủ đô Madrid của nó luôn. Và Ngân hàng Trung ương châu Âu thì cũng tuần sau thì Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ họp để mà ra thêm các cái chính sách tiền tệ để xem là phải hỗ trợ cho người dân như thế nào. Cái đợt họp gần nhất thì nó cũng không ra một cái gì hết. Nó chỉ có gọi là đẩy mạnh cái hoạt động là mua trái phiếu thôi, để mà hỗ trợ cho, gọi là tạo thêm thanh khoản cho thị trường đấy. Đó, thì đấy là những cái hoạt động sắp tới. Chúng ta phải chờ thêm cái cuộc họp đó xem là có thêm các gói kích thích nào nữa hay không. Ở đấy là khu vực châu Âu, còn tình hình dịch bệnh cũng đang khá xấu. Ở khu vực châu Á thì chúng ta thấy là hôm nay thị trường cũng trái chiều. Trung Quốc thì hôm nay giảm lại. Đó, còn các thị trường khác thì đều tăng. Đó, Nhật xanh, Úc cũng xanh nhẹ, Hàn Quốc cũng xanh, Đài Loan xanh, Hồng Kông xanh, chỉ mỗi thị trường Trung Quốc giảm thôi. Đấy. Thì bản thân cái thị trường Trung Quốc hôm qua chúng ta thấy là những cái dữ liệu về kinh tế, dữ liệu về xuất khẩu của Trung Quốc cũng tất nhiên là vẫn tăng, nhưng mà nó vẫn thấp hơn so với dự báo, nhưng mà nó vẫn tăng so với cùng kỳ. Và nhiều chuyên gia người ta cũng dự báo rằng bản thân Trung Quốc, bản thân đất nước Trung Quốc thì cũng sẽ là một trong những quốc gia có tăng trưởng dương trong năm nay. Đó, còn mức dương bao nhiêu thì chúng ta chưa biết. Đấy là một trong những nền kinh tế lớn mà khả năng tăng trưởng dương. Tuy nhiên cổ phiếu thì nó cũng còn đang khá là lình xình. Chưa có nhiều đột biến trong những giai đoạn này. Tất nhiên mức giảm nó không nhiều, đúng không? Nó chỉ mức giảm nó không nhiều. Mà cái chỉ là A50 của nó thì lại vẫn tăng nhẹ. Đó, bản thân nội bộ nó cũng đang trái chiều rồi. Đó, còn thị trường châu Á thì vẫn là tích cực, đúng không? Cũng đang theo dõi thêm các cái dữ liệu trong tuần này cũng ra khá nhiều về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, về dữ liệu về GDP, chỉ số PMI, chỉ số sản xuất của các doanh nghiệp, rồi cái khả năng là xuất khẩu của Nhật thì nó đang suy giảm. Đó. Hôm qua chứng khoán Nhật thì đóng cửa giảm do là cái xuất khẩu của nó cũng suy yếu. Thủ tướng Nhật thì cũng đang thăm Việt Nam và cũng có nhiều các cái dự định, những cái hợp tác cũng khá lớn trong thời gian sắp tới, thì chúng ta có thể theo dõi thêm những cái cơ hội nào hay những cái cách thức để mà chúng ta có thể tham gia được. Đó, thì mình chia sẻ thêm tình hình thế giới một chút xíu. Giá dầu hôm nay chúng ta thấy là cũng có những xu hướng hồi phục, vẫn đang neo ở vùng khá cao nha. Mặc dù là gì chúng ta thấy là các cái một phần đó là do giá USD giảm là giá hàng hóa nó sẽ tăng theo, do là giá là nó tính theo USD cho nên là chúng ta thấy nó cảm thấy nó tăng. Mặc dù là cái nhu cầu tiêu thụ dầu nó cũng đã bắt đầu suy yếu, và đặc biệt là Syria là nó kết thúc cái nội chiến thì bây giờ nó tăng cái tốc độ khai thác trở lại, thì khả năng là cái nguồn cung nó cũng bắt đầu nó dôi ra thêm, cũng gây áp lực lên giá dầu. Một phần là về từ nhu cầu, một phần về cái nguồn cung nó bắt đầu nó tăng lên, nhưng mà rồi giá dầu vẫn đang có dấu hiệu hồi lại do USD giảm quá mạnh ở đây. Đó, gãy luôn cái ngưỡng Fibo 61 rồi. Gãy Fibo, gãy luôn trend này, chúng ta thấy bản thân gãy khỏi mốc 50 là đã gãy trend rồi, gãy ngày hôm qua rồi, hôm nay gãy tiếp và còn xuống nữa, gãy luôn mấy cái râu chỗ này là đi luôn đấy. Nay mà đóng cửa ở phía dưới này khoảng 92.6 thôi là ngày mai chắc về test lại đáy cũ từ giờ đến bầu cử luôn. Đó, thì nó đẩy giá vàng lên thôi. Đấy, chúng ta chú ý giá vàng bắt đầu hồi phục lại. Thế này cứ thường nhìn cái nến của vàng với cái nến của USD nó hay ngược nhau. Rồi chúng ta quay trở lại với thị trường trong nước của chúng ta, thì rõ ràng là với phiên ngày hôm nay cái lực bán quyết liệt. Buổi sáng thì chúng ta thấy cổ phiếu tăng rất nhiều, thị trường tăng rất tốt, nhưng mà gì? Mà chủ yếu là nhóm VN30. Nhóm VN30 tăng khá là quyết liệt, khá là mạnh. Đó, bởi vì một số cổ phiếu trong cái bài đăng trên nhóm Telegram mình cũng có nói là nhiều cổ phiếu mà nó chưa có dấu hiệu tăng trong những cái phiên này. Chúng ta thấy là dòng tiền bây giờ nó vẫn còn trong nhóm ngân hàng. Trong mấy phiên gần đây cũng vậy, Tuy nhiên dấu hiệu của ngày hôm nay là gì? Dòng tiền bắt đầu nó chuyển sang nhóm cổ phiếu nhà VIX rồi. Mình có nhắn ha, các bạn để ý. Đó, nhóm nhà VIX này, VRE đóng cửa xanh này, Vinhome này, VIX nữa. Đây, VIX hôm nay có nhiều lúc là cũng xanh ha, xanh để mà đỡ thị trường. Đó. Thì chúng ta để ý là Vinhome với Vinamilk là trước giờ nó không có tăng nhiều đâu các bạn, mà mở đồ thị đây mà xem. Mình nhắn trong sáng sớm này rồi. Đó, một số cổ phiếu khác VIDV cũng chưa tăng nhiều, nó cũng có nhịp này. Thêm cái thứ hai nữa là gì? Dòng tiền khả năng là theo mình nghĩ bắt đầu từ ngày mai là nó sẽ rút ra khỏi nhóm ngân hàng. Và cái lực đỡ hiện tại nó vẫn nằm ở nhóm 3 con nhà Vin. Nó sẽ nâng đỡ thị trường lúc này. Đó, nhóm ngân hàng chúng ta thấy là hôm nay có cái báo cáo ra thì Vietcombank, đầu ngành của ngân hàng, thì ra cái kết quả kinh doanh nó cũng không tốt cho lắm. Tất nhiên là gì, nó có nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt là chúng ta thấy là nó gia tăng cái trích lập dự phòng rủi ro. Và gì nữa, cái nợ xấu của nó thì bắt đầu là có dấu hiệu tăng. Kể cả là gì, TPBank cũng vậy, TPBank cũng ra cái doanh thu lợi nhuận cũng khá là ổn, nhưng mà chúng ta chú ý mà xem. Hôm nay TPBank nó còn không nằm trong nhóm này, nhưng mà nó cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm lại TPBank, đúng không? Cái nợ xấu của nó, đặc biệt là nhóm nợ mà rủi ro cao nó lại tăng lên. Đấy, chúng ta chú ý là các cái báo cáo của ngân hàng đa phần doanh thu lợi nhuận thì khá là ổn. Nhưng mà rồi xem cái phần trích lập như thế nào, trích lập càng nhiều thì cái lợi nhuận nó càng thấp. Cái thứ hai là gì? Nó càng đẩy cái rủi ro lên, cái nợ xấu nó gia tăng. Thì rõ ràng là cái mùa dịch như thế này thì ông nào cho vay càng nhiều ông đấy càng rủi ro nhiều, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta chú ý thêm. Còn hôm trước đó thì chúng ta cũng đọc thấy là cái thị trường hiện tại nó đang thừa thanh khoản. Tức là gì? Thậm chí cái lãi suất cho vay qua đêm có nhiều lúc nó còn thấp hơn thị trường của Mỹ. Đấy, có những cái bài đăng như vậy để chúng ta biết là gì, cái dòng tiền trong ngân hàng bây giờ nó cũng khá dư thừa, khá dư thừa. Đấy, chứ còn ngân hàng nó không có dấu hiệu là phải đi vay qua đêm lẫn nhau nữa đâu. Để chúng ta theo dõi thêm các cái diễn biến như vậy. Đó, thì khả năng là dòng ngân hàng nó bắt đầu sẽ suy yếu. Tất nhiên nó đỡ thị trường trong những nhịp vừa rồi, đúng không ạ? Hôm nay chỉ còn có BIDV với lại STB. STB cũng ra kết quả kinh doanh cũng khá ổn này. Đó, VPBank cũng vậy, VPBank doanh thu lợi nhuận hoàn thành 92% kế hoạch năm rồi. Đó, hôm nay tăng, thậm chí là tăng có nhiều lúc là mém lên tới trần luôn. Mức cao nhất của nó là 26.3 mà giá trần là 26.5, khoảng 0.2 nữa thôi là trần rồi. Nhưng rồi sau đó cuối cùng lại tạo thành một cây nến giảm. Đó, thì rõ ràng là cái dòng tiền nó đang có dấu hiệu rút ra khỏi nhóm ngân hàng, nó sẽ không đỡ thị trường dịp này nữa. Và rõ ràng là quay trở lại với một cái thị trường có dấu hiệu như thế này. Đó, thì nhiều người bắt đầu sợ. Đúng không? Thanh khoản vẫn lớn, những cây đỏ thì thanh khoản vẫn khá lớn. Đó, thì trong những phiên tiếp theo, theo mình nghĩ ít nhất là phiên ngày mai thì dòng tiền sẽ tập trung vào VRE, tập trung vào Vinhome, có thể là cả RI nữa, thậm chí là Hòa Phát, rồi Masan cũng sẽ nâng đỡ. Bản thân Masan cũng tăng nhiều. Đó, chúng ta thấy là đa phần nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng cũng đã bắt đầu điều chỉnh lại. MB, Techcom này, EIB hôm sáng nay cũng thấy tăng mà sau cuối cùng lại đóng lại. Hôm qua tăng tốt. Đó, GAT trong nhóm này nó cũng chưa tăng nhiều nhưng mà GAT ra kết quả kinh doanh. Các bạn để ý hiện tại là một số các cái cổ phiếu, cái cách gọi là cách điều hành, cách đánh của thị trường của tạo lập là gì? Bản thân thị trường thứ nhất là gì? Đang neo, chỉ số đang neo ở một cái vùng đỉnh 5 cây nến rồi, 5 cây nến nằm ở đây. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Rất nhiều các doanh nghiệp lớn và thậm chí là doanh nghiệp đầu ngành ra kết quả kinh doanh thì lại không tốt cho lắm. Tôi nói ví dụ như ngân hàng, hay chúng ta thấy đầu ngành là Vietcombank ra kết quả không tốt. Rồi gì nữa? Rồi một số cổ phiếu khác cũng vậy, nhưng mà rồi gì? Những doanh nghiệp có những câu chuyện là gì? Có những doanh nghiệp ra kết quả kinh doanh cực kỳ tốt nhưng mà cổ phiếu không tăng mà thậm chí còn giảm rất là mạnh. Tôi nói ví dụ như ngày hôm nay là chúng ta thấy HHCM cũng ra cái báo cáo kết quả kinh doanh tích cực. Nhưng mà rồi cuối cùng kết quả của cổ phiếu nằm đây. Giảm rất là quyết liệt luôn, một cái đến giảm còn mạnh hơn là khi mà chưa có tin ra nữa. Rồi trước đó là gì nữa? Chúng ta thấy ví dụ như SSI trước đó là gọi là lợi nhuận là cao nhất trong lịch sử của nó luôn. Bạn hình dung ạ, lợi nhuận của SSI là cao, có một cái quý mà đạt lợi nhuận cao nhất trong lịch sử. Đó, thì giá không tăng, vẫn quay đầu đi xuống và thậm chí hôm nay còn giảm quyết liệt nữa. Tất nhiên là chúng ta để ý là nó đang giảm về ngay cái mốc MA20 ở đây rồi, có lực đỡ. Đó, thì cái câu chuyện lúc này là gì? Người ta bắt đầu bạn để ý hai con đầu ngành này, VCI trong ba con lớn nhất thị trường thì VCI cũng có dấu hiệu điều chỉnh rồi. VCI thì lại ra kết quả kinh doanh không tốt. Đấy, tức là gì? Bản thân cái nhóm chứng khoán nó cũng phân hóa. Các công ty chứng khoán nhỏ hơn, ví dụ như FTS, ARG, BSI vân vân thì lại ra kết quả kinh doanh tích cực. Đúng không ạ? Đó. Mà nói chung là tích cực hết, chỉ có một mình VCI là thấy báo cáo là không tốt lắm thôi. Nhưng mà giá VCI thì nó lên tới núi rồi, thì nó chỉnh là cũng đúng rồi. Nhưng bản thân những cổ phiếu này, đó, rất là tốt nhưng mà rồi tại sao vẫn cứ giảm như thế này? Nó có một điều cũng khá là lo lắng là gì? Chỉ số nó kéo xuống gần chạm MA20. Tôi nói nếu ngày mai nữa, tiếp tục ngày mai mà theo một xu hướng chung của thị trường, nếu mà nhúng sâu mà gãy MA20, đóng cửa một cái nến quyết liệt như thế này nữa thì cái nhóm này sẽ khá là xấu và sẽ chắc chắn là sẽ bị bán khá là mạnh. Chúng ta chú ý thêm mà. Chú ý thêm đối với nhóm này. Bản thân là doanh thu lợi nhuận rất là tốt, rồi tài khoản mở nhiều. Đó, có thể là gãy mốc này thì nó sẽ về tận dưới, về mốc 20 lại luôn. SSI cũng vậy. Đó, rồi một số nhóm ngành khác, ví dụ các bán lẻ, chúng ta thấy thế giới số, đúng không ạ? Thế giới số ra kết quả kinh doanh cũng cao nhất trong lịch sử luôn. Cổ phiếu vẫn cắm mặt đi xuống. Đó. Rất nhiều lúc là chúng ta không giải thích được. Rồi hóa chất Đức Giang cũng vậy. Đúng không? Ra kết quả doanh thu lợi nhuận của mấy con này là rất là cao luôn. Nhưng mà con này thì gãy hẳn rồi. Mốc 40 sẽ là hỗ trợ nữa, mà thủng 40 là đi bụi luôn. Không hiểu tại sao, đúng không? Cái câu chuyện lúc này là gì? Chúng ta sẽ thấy thị trường là gì? Nhiều khi cổ phiếu ra kết quả kinh doanh tốt, thị giá không thay đổi mà có xu hướng giảm. Cái đấy là chúng ta cũng phải tính. Còn nhiều con là nó vẫn tăng bình thường nhá. Nhiều con kết quả kinh doanh ra cái là làm cho cái giá tăng là tốt rồi. Và đấy thì chúng ta bắt đúng thì chúng ta ăn, còn bắt sai chúng ta chịu thôi. Nhưng mà rồi gì? Nếu là để ý là những cổ phiếu nào kết quả kinh doanh ra mà xấu là ngay lập tức là thị giá nó toang liền. Đấy thì chúng ta cũng phải chú ý nếu những cái nhịp như thế này, cố gắng nắm bắt những cái tin tức về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Và khi chúng ta mua mà tin chưa ra, kết quả kinh doanh nó chưa ra thì chúng ta cũng giống như là cũng hên xui thôi, gọi là cầu may thôi, đúng không ạ? Tại vì doanh nghiệp, bản thân lãnh đạo doanh nghiệp mà còn doanh nghiệp nó có rồi, nó tung tin lúc nào thôi. Đó, thì chúng ta phải chú ý nó tung tin lúc nào để nó nắm bắt được những cái thông tin như vậy. Còn khi mà tin đã ra tới chúng ta thì rõ ràng là gì? Đôi khi là nó không còn phản ánh đúng nữa rồi, đúng không ạ? Đó, con này mà cố gắng thì vẫn còn đang trong chen lên đấy. Tin ra nhưng mà không chạy được. Một số cổ phiếu khác thì tin ra nó nhiều khi nó còn chờ cho một cái thời gian lâu một chút xíu để ngấm tin rồi nó mới chạy cơ. Đó, thì chúng ta cũng chịu khó chờ thôi. Còn như mình nói rồi, vùng này thì cứ phải kiên nhẫn thôi. Đây, bản thân VN30 này tăng cũng rất là mạnh, phá luôn lại cái đỉnh cũ của nó. Đó, vượt đỉnh cũ rồi, bây giờ đóng vào lại đỉnh rồi. Mình cứ nghĩ là nó sẽ break đi, nó về lại hẳn cái vùng 948 950 này của nó kìa. Đấy mới là đỉnh của nó ha, đỉnh trước dịch. Rồi hôm nay lại thành một cái nến búa như thế này. Tất nhiên khả năng lại sẽ chỉnh về, nếu mà chỉnh hỗ trợ tiếp theo vẫn là 880, y như VNINDEX của chúng ta thôi, cũng hỗ trợ cứng là ở vùng MA20, đúng không? Ở vùng đâu đó khoảng 920 925 này. Đó, khả năng sẽ neo lại vùng 925 thôi. Trend thì vẫn là trong xu hướng lên. Còn điều chỉnh thì khả năng mình vẫn nghĩ rồi, để thêm phiên ngày mai nữa để chúng ta xác nhận thêm một cây nến. Cây nến ngày mai sẽ quyết định là điều chỉnh tốt hay là điều chỉnh xấu. Điều chỉnh tốt khi mà nó có thể test về vùng 935, sau đó rút chân lên, đóng cửa ở vùng đâu đó 939 940 là thấy là đẹp, đúng không? Rồi còn không là xấu là gãy luôn 930 ấy. Thì nó sẽ hướng về cái vùng phía dưới 925 để mà tiếp tục hỗ trợ thị trường. Rồi thì đó là một số ý mình chia sẻ trong video ngày hôm nay như vậy ha. Chúc các bạn cứ bình tĩnh, tự tin vào cái danh mục cũng như cái cổ phiếu của mình, cũng đừng có quá hoảng loạn rồi đôi khi là gì? Bán mất cổ phiếu của mình trong những cái phiên mà thị trường nó rung lắc như thế này. Rồi, xin chào các bạn.